trước thông tin trên mạng xã hội về một số tiệm phở mua loại nước trộn từ xương thịt thối với hóa chất hủy hầm cầu để hầm xương và làm nước phở trong và thơm hơn. Đại diện Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế đã khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt và hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Người tiêu dùng không nên hoang mang. Thêm một cơ sở giết mổ vi phạm vệ sinh môi trường được phát hiện tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ sở Lan Đồng này, hàng tấn mỡ bẩn được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Móng chân, da trâu bò đang bốc mùi hôi thối. Với công suất giết mổ lên đến hàng nghìn con gia cầm, hơn 170 lợn và trâu bò tung ra thị trường tiêu thụ mỗi ngày. Sức khỏe người tiêu dùng đã và đang bị những loại thực phẩm bẩn này đầu độc nghiêm trọng.